Bắt đầu buổi tập, chúng ta cũng sẽ chia làm 3 nhóm, một nhóm ở giữa và hai nhóm ở biên. Bóng sẽ xuất phát từ giữa, chuyển ra biên. Người này sẽ di chuyển xuống đáy biên. Hậu vệ biên sẽ đỡ bóng hướng xuống dọc biên và chuyền bóng cho đồng đội. Sau đấy di chuyển xuống cột 2, người ở biên đối diện sẽ vòng lên. Có hai phương án dứt điểm. Thứ nhất, có thể chuyển bóng sang bên này dứt điểm vào goal. Hoặc ngả ngược lên dứt điểm vào goal. Hoặc dứt điểm sang cột 2 cho đồng đội.